Pudding kem dừa là món tráng miệng rất phổ biến ở Thái Lan, thường được tạo hình hoa lá, vừa ngon miệng lại đẹp mắt. Tuy nhiên, một cửa hàng ở Pathum Thani, Bangkok quyết định thay đổi điều quen thuộc này khi tạo cho bánh hình chú chó con mặc xệ. Mới lên kệ và chỉ sau 6 giờ chia sẻ ảnh trên mạng xã hội, quán bánh Quilewan ở Thái Lan này đã nhận được hơn 10.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận. Những chiếc bánh hình chú cún con với vẻ mặt trông tồi tội này tạo ra những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số khách hàng rất thích thú với kiểu bánh mới lạ này, nhưng họ cho rằng chiếc bánh quá giống thú cưng của họ và dĩ nhiên không thể ăn chúng. Một số thực khách chia sẻ món bánh có mùi vị ngon và ngay lập tức vấp phải sự phản đối khá gay gắt từ cư dân mạng. Chú chó tội nghiệp như vậy mà cũng ăn được sao? Thử hỏi nếu cún cưng của họ mà cũng bị vào hộp như thế thì có đau lòng không? Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt, nhưng chủ quán là chị Willewa Miguel cho biết chiếc bánh hình chú chó mặc xệ được order khá nhiều. Chị và chồng của mình đã sáng tạo ra loại bánh này và bán với giá khá mềm 25 baht một cái, khoảng 17.000 đồng. Lẽ dĩ nhiên là xưa nay, những loại thực phẩm được tạo hình giống các con thú đáng yêu không phải hiếm, chỉ là không được chi tiết và sống động như món pudding trên mà thôi. Tuy nhiên, chúng cũng đủ khiến những người yêu động vật, yêu cái đẹp hay yêu những thứ dễ thương phải chùn bước, không dám sắn dù chỉ một miếng rồi. Hãy cùng điểm qua một số các món tráng miệng, bỏ thì thương, ăn thì tội ấy nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!